Thưa quý vị, sau một ngày đi thiện nguyện thì bây giờ mấy anh em cũng lại tiếp tục đói. Ngày nay là ngày đói. Đói hả? Ừ. Mà có ai nhà tài trợ Văn Nhiệm hay là Minh Kha gì đây? Văn Nhiệm thì hứa mà Minh Kha thì dành. Ủa, Minh Kha đâu dành đâu? Lát nữa dành. Để tôi tắm rồi tôi qua. Ừ, lát nữa dành. Một hồi dành hay không là làm sao? Một lát nữa dành đó. Mà một hồi không, đừng nói tôi trả tiền nha. Ừ. Đi đường này không khai à? Không khai à? Chắc cũng không khai hả? Đi đường này. Rồi, tiếp tục vô cái quán hôm bữa. Mì cay gì ta? Zagami hả? Ẩm thực lỗ Thái, Nhật, Hàn. Phong cách của ba nước. Ba nước với cái ba cái khẩu vị khác nhau. Và ba cái phong cách bố trí ở trong đó khác nhau. Ngồi chợt, ngồi tùm lum thứ la. Vô trong luôn đi. Vô trong luôn. Ờ, bữa nay mình chơi thiếu nhi nữa. Im không? Ở đây. Chưa sợ đi chợ, tại sợ có ăn đây một lần rồi. Không biết chữ đâu, chợ. Bây giờ chỉ là đồ đẹp nhất chị. Này đi. Đâu? Đồ này nhiêu? Không biết hả? Đồ này 199k luôn. Ừ. Này đi. Bốn người. Cái lỗ đó thì gan lỗ bơ hổm luôn á. Gan bơ hổm rồi. Ừ. Hay là đó khẩu vị. Thôi chị đi, cái này ơ cái đó hết không đủ tiền, không đủ tiền đó, mặn lắm. Đấy, có mấy cái rẻ hơn nữa nè. Ủa cái đó gì á, không phải lẩu. Lẩu luôn hả? Rẻ hơn nè, rẻ hơn nè. Nè nè, rẻ hơn. Này hai lọ nước. Mình ăn lọ được rồi, cho rẻ tiền. Nè. Ừ, đó. Rẻ hơn nữa. Đỡ được mấy chục nữa. Rồi, bốn người ăn. Vì YouTube mà đâu có tiền nhiều. Nhiều YouTube nghèo lắm. Ừ. Vậy quyết định đi anh nào? Ừ, rồi. Đêm nay đi. Việc ngay. Ừ. Việc. Dạ mấy anh cứ dùng nước gì? Chút xíu uống này đi rồi tết già. Ừ. Nãy giờ mấy anh mới uống xong. Dạ. Ừ. Hả? Mà nó này nó hỏi uống nước gì mà đâu dám ra ngoài đâu. Lại có 200 ngàn à, mà 4 thằng. Đó bây giờ mà uống nước này nè. Để uống trà đá. Không có tiền không? Không, cái đó miễn phí. Uống, uống đó đi, uống đi. Ừ. Ừ. Nhưng mà kiểu ghê gì cũng tiền. Cũng tiền nữa. Sao mấy chọc nước. Tiết kiệm đi, ừ, sáng giờ uống nước hoài. Có ngày uống nước hoài luôn, uống nước thay cơm không. Cái gì mà cái này nè, lẩu thập cẩm nè, 197 ngàn. Mà bữa hổm ăn gì? Bữa hổm ăn lẩu này. 199 hả? Ừ. Ồ, bên trời bữa nay có Văn Nhiệm tới ghé hơn nó 197 ngàn à. Tại cái này hai nước phải không? Ồ, ok. Chưa mới có tới tiếp à. Có phong cách ngồi chợt của Nhật Bản nữa. Vậy kia. Kia ngồi chợt dưới đây. Anahashiyo. Ajinomoto. Tôi biết tiếng Nhật à, dở vậy không? Ajinomoto hả? Bột ngọt đó ba. À, tiếng Nhật đúng không? Bột ngọt. Đó. Thì cô ngọt tiếng Nhật đúng không? Tôi còn biết tiếng Nhật nhiều lắm mà. Sao sao? Biết Nhật hả? Biết không? Biết tiếng Nhật luôn hả? Ừ. Nhật gì? Nhật tảo. Anh mới muốn anh chỉ cho anh nói số tiếng Nhật này cho tao nãy. Cái đường tên mới nãy mình hiểu không? À, ví dụ như là Yamaha. Yamaha. Nhật á. Suzuki. Toyota. Mới tiếng Nhật có như bộ dẫn vậy. Tiếng Hàn là sao ta? Hàn tiếng hả? Hàn là... À, xe xe Hyundai. Xe xe là công Hyundai của Nhật. Ủa rồi, Hyundai của Hàn đúng không? Bài Kia nữa. Kia Hàn quá. Kia đó. Nói chung là phong cách ở đây rất là tuyệt vời nha. Mình vô đây là có ba cái khẩu vị của ba đất nước. Dạ hả? Ừ. Nhưng mà mình biết được hai thứ tiếng rồi. Còn Thái, chết mộ Thái đâu có cái chữ nào ta? Tiếng Việt Nam biết không? Biết tiếng Việt Nam không? Biết, I am Việt Nam. Việt Nam. Nghe Việt Nam. Nói lại rồi. Nghĩa là gì? Việt Nam. Anh nói lại rồi. I am Việt Nam. I am Việt Nam. Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Người Việt Nam. Tôi là Việt Nam mà nói tiếng Mỹ. Nè, nói nè, tôi xin sống ở Việt Nam. Đúng chứ, Việt Nam. Nói theo tiếng của người. Đây nè, cái vậy nè. Minh Kha ơi. Minh Kha ơi. Minh Kha.
miếng hả? Đi qua ghét ăn trả tiền. Trả tiền. Ừ. Tôi là người Việt Nam. Tôi là Việt Nam. Ừ. Tôi là người Mỹ. Việt Nam. Bị án. Tôi là người bị án. Bây giờ đợi nói gì cho vui nghe cô chú anh chị, đợi chút xíu sẽ ra món. Nấu lên. À, để trên đây được không em? Ồ, cũng 167 mà cũng được quá nè. Cũng có thịt có rau nè. Thấy không? Im không sập? Im không? Ờ, mình khai tới kìa, mình khai phải không tới. Chết mồ hai người rồi. Hai người rồi. Hả? Thì sao vậy? Dạ thêm mấy người nữa. Hai người nữa. Thêm hai người nữa hả? Ừ. Thêm hai người ăn hai người thì sao vậy? Đủ tiền không? Hả? Đủ tiền không? Đừng là lớn xin sập. Xin sập hả? Ừ. Có Minh Khai hay dành lắm. Gì hả? Minh Khai hay dành cho tiền lắm. Làng quạng Minh Khai dành luôn. Tôi nghi vậy lắm. Ừ. Bắt ra rồi. Rủ ăn mà sao thấy cái mùi tanh tanh kỳ quá. Thầy giáo. Chào thầy giáo. Đây là một thầy giáo rất là dễ thương. Quen. Không sao đâu. Không sao, quen. À, mấy đứa này cố với tôi mà đâu gì đâu. Không sao đâu. Rồi, sao vô ngang. Im không? Thế được chừa mấy cái bọ là mình nhúng ngon lắm. Đừng bỏ gì trước không ngon. Ờ, bỏ mấy kia thôi. Ờ, rau với các thứ còn lại thôi. Bò mình nhúng ngon lắm. Có ăn rồi. Khó rồi. Bò này nhúng ngon lắm. Bò này bò... Bò ốc ha, bò gì đó. Ngon ngon. Xếp vô. Cái gì lắc vô thêm? Lại. Cái nữa hả? Mì tôm. 5 gói mì tôm. Ôi chứ không phải kêu thêm cái hả? Hết thì mới kêu. Dạ. Nhiều lắm. Không có, nói như 5 người mình không đủ đâu, kêu lát tính. Từ từ mình tính. Từ tính. Không. Không. Bữa nay là ăn mừng mới đi phát gạo cho Mạnh Thường Quân giấu tên giấu mặt. Dạ. Đã thành công tốt đẹp. Ôi đừng nói vậy. Nói vậy lát có người dành cho tiền đó. gái quái kỹ lắm. Sao nó gái quái kỹ á, chết mù hết tiền rồi. Không còn tiền, nó còn tiền không còn hết ngang. Không có được, nó dối. Còn là nó còn. Ừ, dối là không ai thương đó. Còn mà không được nhiều thì thôi. Còn không được nhiều. Nãy giờ quên quay gấp hình số rồi mà vẫn còn nhìn thấy hấp dẫn. Im không sập? Im. Đi mang đi. Ăn nhúng vô không? Biết này là dĩa thứ mấy không? Dĩa thứ hai mà nãy ai kêu vậy? Nãy hả? Rồi. Nãy sập kêu. Không phải. Minh Kha kêu. Minh Kha. Vậy là tôi nghi dữ lắm rồi đó. Gài đúng sập. Gài hàng. Gấp. Chứ mấy anh em mà đùa thôi nghe cái gì. Còn giống vậy. Không gấp đi. Về tới nhà. Chào cả nhà. Gái ngày nay cha xin lỗi con nghe, cha phải hứa con nữa này. Mình hứa chở con đi shop mail mà cha về trễ quá. Cha hứa là ngày nào cũng được nè. Có cái shop mail không? Hứa nhỏ cả tháng trời đi cũng được, thiệt tình. Buồn dễ sợ luôn. Ăn cơm gì em? Ăn cơm gì ạ? Rồi tới chuyện nữa rồi. Minh Sập. Vô đây. Mẹ tôi nói cơm đụng trời. Vô đây. Nhà lớp giữa lớp con nó đặng khúc kia kìa. Vậy. Vô đây làm việc chị nè. Chị ăn hủ tiếu nữa kìa. Làm việc chị. Làm việc. Trời ơi, sao cột nữa rồi. Chị ăn gì đúng không? Trời. Cái từ nó còn cái gì đó ngon. Ngon nhưng mà nấu đúng chất dưỡng gì đâu, ít xỉu à. Con gì đủ chất mình sập, làm việc cái coi. Làm việc lại nói chị sao? Nói chị sao? Phiên chị sao? Ăn vào dưỡng vô. Ừ. Ăn phải có đủ chất dinh dưỡng. Mình sập bữa nay là mới đi ăn lẩu về luôn á. Ăn có rau nữa nè. Mới ăn lẩu về. Ngon không? Ngon. Tiêm không?
hai cái lẩu luôn. Im không? Hai cái nữa hả? Ăn lẩu chỗ mình ăn đó. 167 ngàn. Lẩu lẩu thập cẩm 167 ngàn. Lẩu thập cẩm hả? Ừ. Làm. Làm gì? Làm hết cái kêu cái thêm nữa. Hả? Kêu cái thêm nữa. Ai kêu? Gì kêu thêm á, 5 người kêu thêm á. Cái 5 người có cái sao đủ? Ừ. Rồi, tăng lên đó, dữ chứ. Rồi rồi. Tăng thì là, bà chữ quá trời luôn kìa. Chữ gì? Ta nói sạch với Diễm đựng cho hai người trở lại. Giờ mình đựng vậy đó. Nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện riêng tư của sợp, mình không có nhúng tay sâu được. Ừ. Như thấy cái gì đó không ổn thì mình chỉ ý kiến thôi. Chứ giờ khán giả kêu mình chặn Zalo của sợp mình đâu được. Chuyện riêng tư của sợp, mặc dù sợp khờ nhưng mình cũng tôn trọng sợp cái vấn đề đó. Thì anh có nói người ta gì không? Mình đăng lên rồi mình nói vậy đó. Thì giờ nói nè. Không, dù sao khờ thì cũng phải tôn trọng nhau chứ. Thì sao mang cái này nữa rồi? Ăn cơm không nói, ăn này cái bới cơm vô ăn thì nói. Có bới cơm trong không? Có nhớ nè. Rồi con ăn gì mà giờ con ké mẹ nữa. Ngon. Cô Nương này, cô Nương này thì mỗi lần cha đi làm về cha ăn bì gói là mê lắm, chạy ra liền cha con miếng. Sao con chả tóc con? Để khô hả? Lau tóc đi, con lau tóc đi. Lau tóc cho khô đi. À, chào con gái. Kỳ á, mắc cỡ kìa. Mắc cỡ kìa. Tại sao lại như vậy? Chào con, ai rước con? Úc Xin. Úc Xin rước phải về nhà ngoại luôn phải không? Quá trời, ghét cho bỏ bê mấy mẹ con quá. Đi xuống. Xuống bữa nào sáng sớm tới chiều tối. Giờ mấy giờ cái tình? 8 giờ. Quá rồi. Để mai cho cố gắng. Thôi cho đừng có hứa nhưng mà cho làm được thì cho làm. Cho nó cố gắng. Nó hy vọng hoài. Cho nó cố gắng. Tại vì mai kế hoạch ngày nay là nhà dựng phim. Rồi đầu. Cho hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật. Thất hứa xin lỗi rồi đúng không? Xin lỗi hoài. Mày hứa. Cha hứa là nào cha gắn cho chợ đi chứ cha đâu hứa chắc chắn đâu. Có bữa nay là cha hứa chịu mà có cuộc cho bữa nay cha mới thất hứa nè. Tại vì bữa nay đi xa quá, tốt không được. Mẹ, không mẹ ăn có nhiêu đó con cũng ké mẹ nữa. Trời ơi, thằng chồng hơn ngủ luôn, bà sợp quá dữ rồi. Không còn nghiệp Diễm nó thương sợp thiệt. Mà thôi biết sao vậy. Giờ mình sợp đó rồi, tắm đi sợp. Xong đồ hả? Đồ có không? 70 đô cho. 7 tặng hả? Sao tự nhiên nay 7 tặng cả cặp nữa rồi? Thằng Nhân cũng có. Cặp con còn xài được mà. Sao hổm đầu năm cho hỏi coi mua cặp mới rồi. Tắm đi. Rồi cho tắm trước đi. Sao tắm trước đi? Mẹ nói là cặp đó còn xài được nè. Mẹ nói cái cặp đó còn xài được nè. À, thì cho tính cho mua cho con mẹ nói còn xài được xài đó chạy dữ không hả? Rồi chúc mừng con, có cảm ơn mẹ chưa? Dạ rồi. Cái chồng này nhiều năm rồi mẹ tốn tiền nữa rồi, mẹ tốn tiền cho mấy con hoài. Mẹ mua cho hai đôi giày hả? Giờ chú mua cái chặt cho con. Ừ, cha sẽ cho mua cho con đôi giày. Thì sao? Ừ, đôi giày con chặt rồi phải không? Dạ con, dạo này con đi học ví dụ không có bao giờ con mang giày đâu. Sao vậy? Dép không à. Sao vậy? Bình thường vậy không à. Dạ. Con học ví dụ có mang giày chứ. 10 học ví dụ với 2 học ví dụ. Không mang giày nữa hay sao? Không. Học ví dụ phải mang giày. Hai giờ nữa. Vậy cái em với người lộn cho mẹ em chuyện gì sớm hả? Con ngủ. Bà ngủ với nhiều mất 5 giờ thức rồi em ơi. Yeah. Về dưới rồi. Để em đi về dưới cái lúc này mẹ nằm viện nè, rồi bắt đầu á tấn đi nuôi nè. Tấn chở con là cô về rồi. Sao vậy? Rồi.
rồi nó trở về cho chuyển qua bệnh viện Tân Thạnh cho nó gần. Dạ. Mà hôm qua nói về là anh Thiên Kha không cho rồi. Mà nói giờ tại vì công việc quá trời, nó ba cây gom nó bị ngập nước, nó không được rồi phải hốt á. Ờ. Cho nên là làm phải tốn thời gian nhiều rồi. Nó trở về xin dựng chuyện Tân Thạnh cho làm cho nó gần á. Về tới cho luôn nó dễ. Về luôn. Còn sao? Về đủ rồi xong về gì về hả về sao về mai về sao về rồi đã rồi đã mới qua nó chưa đã mà nè nếu về thì phải giờ phải có hai cái điều kiện có hai điều kiện em chấp nhận hai điều kiện em cho anh về bỏ nhậu đó là cái thứ nhất đúng cái đấy. Thứ hai nữa là em phải phụ hốc gom với Tuấn đồng ý không đồng ý ok vậy mới cho về nha. Rồi cái thứ ba nữa là ủa không cái thứ ba là cái nó nằm cái thứ nhất rồi cái thứ ba là anh nói là anh test em đó test em trong thời gian mà anh đi mấy xô ngày tới với lại đi Gia Lai là em phải thử thách em là nếu mà em có nhậu nữa bắt lên nữa nha. Nếu mà không nhậu nữa thì muốn ở đâu ở còn nếu mà nhậu nữa bắt lên nữa ok không ok nè có khán giả xem đấy nha. Mai mốt mà có cái video nào đăng lên mà nó sợ thấy sập nhậu là tính sao tới số tới số tới số kiểu sao không anh nói thiệt nha. Hứa uy tín nha hứa uy tín mình là đàn ông đích thực mà hứa là phải giữ lời nha. Ok không ok rồi như vậy thì chết mồ mai ba phim nó dồn quá rồi thôi để em cố gắng sắp xếp rồi nhín gần buổi trở em về chưa đoạn chưa giặt nữa chưa giặt thì cái đồ nào chưa giặt để đây thì giặt phơi ở đây chừng nào lên ở thì mặc nữa hoặc là chừng nào khô mà em không có lên thì em cần thì em đem xuống cho còn cái đồ nào giặt rồi thì cứ đem về ha không nhất gì nha uy tín nha uy tín nhớ đó 21 mà xong công việc chứ này anh đi về đi Gia Lai về mà có thấy anh em ở nhà nào đăng cái video nhậu là tới công chuyện nha tới công chuyện à rồi hợp đồng vậy nha rồi thôi mình chào khán giả đi chào khán giả rồi tính phép video này là tên luôn cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cảm ơn quý vị đã yêu mến chàng sập thầy dễ thương không chú quá à. Sạp thì cũng có cái tính dễ thương, có nhiều tính dễ thương như là cũng hiền, cũng biết nghe lời, biết sửa đổi, cũng siêng năng lao động, chân chất thật tà, không tham lam. Đó là những cái tính dễ thương. Còn cái tính không dễ thương là nhậu là không dễ thương nha. Rồi, chào khán giả đi. Chào khán giả. Bye bye. Chào phải mọi người.